Ok, bắt đầu rồi. Xin giới thiệu các bạn, đây là cái ống bắt lươn ở ao. Đây gọi là bắt lươn khủng ấy. Đấy, mình sẽ mua cái ống 90 dài khoảng 2 mét. Đầu thì mình sẽ bịt cái này, rồi là cắt cái lỗ thông hơi cho lươn thở ấy. Đầu kia mình sẽ làm hôm. Hôm này thì rất là đơn giản. Hôm này làm theo kiểu Thái Lan, đây là mình sẽ cắt cái miếng như thế này. Đó là mình sẽ bỏ vào đây. Đấy. Để ra thành cái hông lươn, lươn sẽ chui vào đây. Lươn to luôn. Đây gọi là hai hông lươn. Mình đã thiết kế xong. Cảm ơn. Lươn nào dừng lại đấy?